Em Tùng chào anh em, thì hôm nay mình lên cho anh em xem một cái combo của Mỹ về. Nó là đầu quan 20V hở không chổi than, đầu kẹp 13 ly và mã của nó thì DCD794D1. Thì em set top cái combo này giá cũng siêu rẻ. Giá chỉ có 2,6 triệu thôi. Bao gồm có một sạc này, một pin này, túi sách này và một cái máy này. Và máy này được từ hàng từ Mỹ về. Từ Mỹ về thì mình mua ở bên Mỹ là nó dán label là ngày 21 tháng 5 2024. Bây giờ là ngày 2 rồi ha. Ok, thì cái này từ Mỹ về, nguồn gốc rõ ràng. Mình sẽ gửi tiếp đến anh em xem khui ra. Thì cái hộp này nó có ghi là Mexico ha anh em ha. Rồi, ok. Rồi, cái túi sách này giá 100 ngàn ha. Bờ ngang của nó là 33, bờ đứng của nó là 20 và bờ rộng nó 25. Cái nhân vật chính đây, nó bao gồm có một máy, một pin và một sạc. Thì giá của nó thì 2,6 triệu thì em Tùng bao rẻ cho anh em. Hôm nay đầu tiên thì cái cục pin này nó được sản xuất tại Mexico. Sale của nó là sale Samsung. Sale Samsung này nó sản xuất tại Malaysia và nó nhập vào cái cục này, nó ra đời từ ở Mexico. Kèm với một cái máy này. Cái máy này thì nó là DCD 794 này nó được ra đời ở Mexico, sản xuất Mexico và nhập vào thị trường Mỹ thì nó có chữ Mexico trong này. Đây nè, đây. Ok, và cái lô sản xuất ở đây. Rồi, nó là dòng Automatic, nó hai chức năng, cũng khá là nhỏ, gọn nhẹ, brushless. Thì con này, nó lên cái máy tôn rồi, mình làm ở trên cao điện nước thì khá là nhỏ, gọn nhẹ. Tốc độ của nó lên đến 1650 vòng trên phút. Đầu kẹp của nó là đầu kẹp Autolock 13 và nó có thắng luôn ha. Thì em này nó có khoan sắt và khoan cấp trượt. Khoan cấp trượt ha anh em ha. Thì những anh em nào cần em mua cái thân máy, anh em đã có pin và có sạc rồi thì anh em mua thân máy với giá 1,6 triệu. Đây, đây là cấp trượt. Thì mình lên cấp đây. Rồi, thì cả một cái combo này mới 100 thì cái sạc này điện 120V thì anh em nào cần lên 220 thì giá vẫn vậy ha. Em Tùng sẽ lên cho anh em là 220 về cắm điện lưới Việt Nam mình xài. Hở điện lưới của Mỹ thì họ chỉ có là 120V. Của Nhật thì 100V và của Việt Nam thì 220 thì mình sẽ up to lên 220 để cho anh em xài. Rồi em Tùng cảm ơn anh em.